đạt bổn nguyện, phẩm thứ nhất Phật hiện thần thông. Ta nghe như thế này, một thảo nọ tại cung trời Đâu Lợi, Đức Phật vì thánh mẫu mà thuyết pháp. Lúc đó bất khả thiết tất cả chư Phật và chư đại Bồ Tát ở trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp và đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đại ác ngũ thuật trượng lập thể hiện sức đại trí huệ thần thông không thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh can cường khó độ, làm cho chúng nó được rõ pháp khổ pháp vui. Trên sông chư Phật từ xa thị giả đến kính thăm Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Như Lai mỉm cười và phóng ra trăm ngàn vòng mây sáng cỡ lớn như là vòng mây sáng cỡ đầy đủ, vòng mây sáng cỡ đại từ bi, vòng mây sáng cỡ đại trí huệ, vòng mây sáng cỡ đại bát nhã, vòng mây sáng cỡ đại tam muội, vòng mây sáng cỡ đại kiết tường, vòng mây sáng cỡ đại phước đức, vòng mây sáng cỡ đại công đức, vòng mây sáng cỡ đại quy y, vòng mây sáng cỡ đại tán thán. Đức Phật phóng ra bất khả thiết vòng mây sáng cỡ như thế, gọi lại pháp ca các thứ tiếng vi diệu như là tiếng bố thí độ, tiếng trì di độ, tiếng gia nhập độ, tiếng tinh tấn độ, tiếng thiền định độ, tiếng bát nhã độ, tiếng từ bi hỷ xả, tiếng giải thoát vô lậu, tiếng chi huệ, tiếng sư tử hống, tiếng đại sư tử hống, tiếng mê sấm, tiếng mê sấm lớn. Trời gồng ngoại hợp thi Đức Phật phát ra bất khả thiết các tiếng như các tiếng vi diệu như thế xong, thời có vô lượng ức hàng trời gồng quỷ thần ở trong cõi nước ta vào. Từ đến hồi họp nên cũng trời Đâu Lợi, như là trời Tứ Thiên Vương, trời Đâu Lợi, trời Tu Diễm Ma, trời Đâu Sắc Đà, trời Quá Lạc, trời Thâm Hóa Tự Tại, trời Phụng Chúng, trời Thâm Phụ, trời Đại Phạm, trời Hiểu Quang, trời Vô Lượng Quang, trời Quang Âm, trời Thiểu Tịnh, trời Vô Lượng Tịnh, trời Biến Tịnh, trời Phước Sanh, trời Phước Ái, trời Quảng Quả, trời Nghiêm Sức, trời Vô Lượng Nghiêm Sức, trời Nghiêm Sức Quả Thiệt, trời Vô Tưởng, trời Vô Phiền, trời Vô Nhiệt, thời Thiện Kiến, trời Thiện Hiện, trời Sắc Cứu Cánh, trời Ma Hai Tủ La, cho đến tầng trời Phi Tưởng, phi tượng xứ. Tất cả thiên chúng long chúng cùng các chúng vị thần đều đến hội họp. Lại có những vị thần ở trong cõi nước ta bà và các cõi nước phương khác như thần biển, thần sông, thần gạch, thần cây, thần núi, thần đất, thần sông trầm, thần lúa mạ, thần trên trời, thần hư không, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, thần cây cỏ. Các vị thần như thế đều đến hội họp. Lại có những vị đại quỷ quân ở trong cõi nước ta bà và các cõi nước phương khác như ác mục quỷ dương, đạm huyết quỷ dương, đạm thi quỷ dương, đạm thay nổ quỷ dương, hành bệnh quỷ dương, nhiếp độc quỷ dương, từ tâm quỷ dương, phước lợi quỷ dương, đại ái kính quỷ dương, các quỷ dương như thế đều đến hội họp. Đức Phật phát khởi: bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Phương Tử Đại Bồ Tát rằng: ông sanh co tất cả chư Phật và chư Đại Bồ Tát ở trong thế giới này cùng thế giới khác, ở trong quốc độ này cùng quốc độ khác đều đến hội họp nên cũng trời Đâu Lợi như thế, ông có biết số là bao nhiêu chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi bảo thật rằng: bạch Tích Thế Tôn, nếu như thần lực của con tính đến trong nghìn kiếp cũng không có biết đó là bao nhiêu. Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: đến ta dùng Phật nhãn xem hạ cho đến thánh xiết, số thánh hạnh này đều của ngài Địa Tạng từ thập kiếp lâu xa đến nay, hoặc đã độ đương độ chưa độ, hoặc đã hành tụng đương hành tụng chưa thành tụ. Ngài Văn Thù Sư Lợi bảo Phật rằng: từ thập kiếp lâu xa đến ngày nay, con đã tu căn lành chứng được chiến vô lại, nghe lời Đức Phật nói thật tin nhận liền, còn hàng tiêu quả thân văn tám bộ chúng trời gồng và những chúng sanh thì sao? Giờ nghe là thành thật của Như Lai, nhưng chắc chắn là sanh lòng nghi ngờ. Giờ cho có lẽ ba bên nữa cũng không chính học hỷ bán. Cuối mong Đức Thế Tôn nói gọi dân địa của ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà đạt được sự thành tựu không thể nghĩ bàn như thế. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: ví như bao nhiêu cỏ cây lần gần lúa mè che lao đá núi bụi bặm trong cõi tam thiên đại thiên, cứ một phật là một sông Hằng, rồi cứ số cát cho một sông Hằng, một hạt cát là một cỡ nước, rồi trong một cỡ nước cứ một hạt bụi nhỏ là một kiếp, rồi biết bao nhiêu hạt bụi nhỏ trước trong một kiếp đều đem làm kiếp tất cả. Từ lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát chứng được vào vị thập địa Bồ Tát đến đây, nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dụ ở trên, huống là những thở ngài Địa Tạng còn ở, ngài Địa Tạng Bồ Tát còn ở vào vị thanh văn và bích chi Phật này. Văn Thù Sư Lợi, oai thần và thể nguyện của vị Bồ Tát đó không thể nghĩ bàn đến được. Trong đời vị lai, nếu có cha thiện nam và thiện nữ là nghe được danh hiệu của ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc chiêm ngưỡng, hoặc khen ngợi, hoặc quay lại, hoặc xin danh hiệu, hoặc cúng dường, dẫn đến vẽ khắc đắp sơn hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời cây đất được sanh trăm lần lên cung trời Đâu Lợi, vĩnh viễn không còn xa đạo và chốn ác đạo nữa. Chuyện giả tự phát nguyện này Văn Thù Sư Lợi để qua bất khả thiết kiếp lâu xa về trước, tiền thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát là một vị chuyện giả tử. Lúc đó trong đời của Đức Phật hiệu là sư tử phấn tấn của túc vận hạnh Như Lai. Chuyện giả tử thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nghìn phước chân nghe với bạch họ Đức Phật tu hành nguyện gì mà đạt được sự thành tựu không thể nghĩ bằng như thế. Bây giờ Đức sư tử phấn tấn của túc vận hạnh Như Lai bảo chuyện giả tử rằng:
Muốn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải qua trong một thời gian lâu xa rồi hết tất cả chúng sanh bị thống khổ. Này văn thù xưa lại, trưởng giả tử khi nghe xong liền phát nguyện rằng: Tôi nguyện từ nay đến tận số chạy theo chỉ xích ở đời sau về những chúng sanh không phải tự khổ, thì tôi lập cái nhiều phương trước để đợi cho chúng nó được giải thoát hết cả, rồi tự thân tôi mới chứng thành Phật đạo. Và ở trước đức sư tử phán thánh của tất vạn hạnh Như Lai ngoài ngày lập nguyện rộng đó, đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ức vô số bất khả thiết kiếp hồng hà, vẫn còn làm vị Bồ Tát quan một cô mẹ lại thọ bất khả tư nghĩ vô số kiếp về trước. Có Đức Phật ra đời hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức vô số kiếp. Trong thời tưởng pháp có một người con gái và bà La Môn, người nàng nhiều đời chưa sâu dày, mọi người đều kính nể. Khi đi đứng lúc nằm ngồi thường có chư thiên thang hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường chư thiên nhân tam bảo thọ mặc dầu thánh nữ dùng mọi phương tiện để làm cho bà mẹ của người sanh chánh kiến, nhưng bà mẹ của người không tin hẳn. Chẳng bao lâu bà mẹ của người chết, thần hồn sa đọa vô gián địa ngục. Lúc đó thánh nữ biết bà mẹ của người khi còn sống chẳng tin nhân quả, nếu chắc phải theo nghiệp quấy mà sanh vào đường ác. Thánh nữ bèn bán nhà đắp sắm nhiều hương hoa cùng các đồ lễ cúng, đến cúng dường tại các chùa thác thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Cho một ngôi chùa kia thấy hình tượng của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, đắp khỏe ai dung đủ cách tôn nghiêm. Thánh nữ chiêm bái hình tượng của Đức Phật lại càng sinh lòng kính ngưỡng, tự niệm thầm rằng: Đức Phật là đấng đại giác của tất cả mọi trí huệ. Nếu Đức Phật còn trụ ở đời thời khi mẹ tôi khuất, tôi đến bạch hỏi chắc thế nào, xin gọi mẹ tôi phát sanh một chỗ nào. Nghĩ đến đó thánh nữ buồn tội nghi ghê lệ, chăm nhìn tượng Như Lai mà lòng quyến luyến mãi. Bỗng trên hư không có tiếng bảo thánh nữ rằng: Thánh nữ đừng khóc kia, thôi đừng bi ai quá lắm, nay ta sẽ báo cho ngươi biết chỗ phát sanh của mẹ ngươi. Thánh nữ chắp tay hướng lên hư không và vái rằng: Đức thần nào đó mà giải bớt lòng sầu của tôi như thế. Từ ngày mẹ tôi mất đến nay, tôi ngày đêm thương nhớ không biết đâu đi hỏi cho gọi mẹ tôi thác sanh vào chỗ nào. Trên hư không lại có tiếng bảo thánh nữ rằng: Ta là Đức Phật quá khứ Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, và ngươi đi chiêm bái đó thấy ngươi thương mẹ trội hơn thường tình của chúng sanh, nên nay ta đã chỉ bảo. Thánh nữ nghe nói xong liền té xỉu xuống, tay chân mình mãi đều bị tổn thương. Những người đứng ở bên vội vàng đỡ dậy. Một lúc sau thánh nữ tỉnh dậy, chắp tay hướng lên hư không mà bạch cùng rằng: Cuối mong Đức Phật xót thương, bảo ngay cho gọi chỗ sắp sanh của mẹ con, nay thân tâm con sắp chết mắt. Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: Lễ Phật xong, cúng dường xong, ngươi mau mau trở về nhà rồi nghe thẳng nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời ngươi sẽ biết chỗ thất sanh của mẹ ngươi. Lễ Phật xong, thánh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ. Thánh nữ ngồi nghe thẳng niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai chạy suốt một ngày một đêm. Bỗng thấy thân mình đi đến một bờ biển kia, nước trong biển nó sâu sùng sục, cô rất nhiều thu giữ thân thể toàn bằng sắt, bay nhảy trên mặt biển, chạy gạo bên này xua đổ bên kia, lại thấy trai cùng gái số nhiều đến nghìn môn hoặc chèn hoặc thật nổi ở trên biển bị các thu giữ dành cho anh thật. Lại thấy quỷ dạ so hình thù đều lở lùn, nhiều tay nhiều mắt nhiều chân nhiều đầu, trang nên chỉ ra ngoài miệng bé nhọn nhìn gung luôn người tội lại gần thú dữ, còn quỷ là chấp bắt người tội tóm với đầu chân người tội lại, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ nhờ nương theo xuất hiện Phật nên tự nhiên không cảm thấy thở sợ. Có một vị dĩ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu hỏi thánh nữ rằng: Hay thay Bồ Tát, ngài có duyên sự gì đến chúng này? Thánh nữ hỏi quỷ dương Vô Độc: Đây là chúng nào? Quỷ dương Vô Độc đáp: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây của nước Đại Thiết Quy. Thánh nữ lại hỏi quỷ dương Vô Độc: Tôi nghe nói trong nước Thiết Quy có địa ngục, việc ấy có thiệt như thế chăng? Không. Quỷ dương Vô Độc đáp: Thiệt có địa ngục. Thánh nữ hỏi quỷ dương Vô Độc: Nay tôi phải làm sao để đến được chỗ địa ngục đó? Quỷ dương Vô Độc đáp: Nếu không phải xuất oai thần cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều ấy ắt không bao giờ đến đó được. Thánh nữ lại hỏi quỷ dương Vô Độc: Duyên cớ vì sao nước trong biển này lại sao sùng sột, lại có những người tội một các thú dữ? Quỷ dương Vô Độc đáp: Những người tội ở trong biển này là những kẻ tạo ác trong cõi Diêm Phù Đề mới chết trong khoảng 49 ngày, không có người kế tự làm những việc công đức hầu cứu vãn khổ nạn cho. Khi còn sống kẻ đó lại chẳng làm được nhân lành nào cả, vì thế nên có theo nghiệp ác của họ đã gây tạo mà cảm thấy bỏ ớt khổ nơi địa ngục. Tự nhiên họ phải lội qua biển này. Cách biển này mười môn do tầng về phía đông có một cái biển nữa, sự thông khổ trong biển đó gấp bội hơn biển này. Phía đông của cái biển đó lại có một cái biển nữa, sự thông khổ trong đó lại càng trội hơn. Đó đều là do nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp cảm về ga, đồng gọi là những nghiệp chính là ba cái biển này vậy. Thanh tự lại hỏi quỷ dương Vô Độc: Địa ngục ở đâu? Quỷ dương Vô Độc đáp: Trong ba cái biển đó đều là địa ngục, nhiều đến số trăm nghìn, mỗi ngục đều khác nhau. Về địa ngục lớn, hồi có 18 chỗ,
bậc kế đó 500 chỗ đủ không lường sự khổ sở, bậc kế nữa có đến 1000 cũng đầy không lường sự không khổ. Thanh nữ lại hỏi quỷ dương vô độc: thân mẫu tôi mấy khắp phòng đây, không biết phần hồn sao đạo vào chúng nào, quỷ dương vô độc hoặc thánh nữ, thân mẫu của Bồ Tát khi thường sống nên làm những hành dịch gì? Thánh nữ đáp: thân mẫu của tôi mê tín tà đạo, tin chân của tam bảo, hoặc có lúc tạm thời tin chính pháp không còn chẳng kính, giờ phút không bao lâu nhưng không biết thần hồn sao đạo vào chúng nào. Quỷ dương vô độc hỏi thánh nữ: thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh nữ đáp: thân phụ và thân mẫu của tôi đều là dòng dõi Bà La Môn, thân phụ của tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu của tôi hiểu là Diệu Ký Lợi. Quỷ dương vô độc chấp tay thưa thánh nữ rằng: xin Bồ Tát hãy trở về, chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu quá lắm. Tội nữ Diệu Ký Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày, nghe nói nhà con gái của người có lòng hiếu thuận, vì mẹ sắp sửa lễ vật, tu tạo phước lành, cúng dường thắp chùa thờ đất giác hoa định tự tại Vương Như Lai, chẳng phải riêng thân mẫu của Bồ Tát thoát khỏi đặng thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián đều được vui vẻ, đồng đẳng khác sanh cả. Nói xong, quỷ dương vô độc chấp tay chào thánh nữ mà lui ra. Bây giờ thánh nữ dùng chim bao chào tỉnh dậy, rõ biết hết tất cả mọi việc đó, bèn nói trước tháp tự của đức giác hoa định tự tại Vương Như Lai, phát thệ nguyện rộng lớn rằng: tôi nguyện từ nay nhận đến đời vị lai để những chúng sanh bất phải tội khổ, thì tôi lập cái nhiều phương trước để đòi chúng nó được giải thoát. Bây giờ đức Phật bảo ngài mong thù sư lợi Bồ Tát. Quỷ dương vô độc trước đó nay chính là ông tài thụ Bồ Tát, còn thánh nữ Bà La Môn nay chính là Địa Tạng Bồ Tát vậy. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện phân thân tập hội phẩm thứ hai quá thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân của ngài Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội họp đây cung chờ đau lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phân thân đó hiệp với những chúng đức đã được diễn thác các chúng nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đông đến số nghìn muốn. Nay do tha động cầm hương hoa lớn cúng dường chư Phật, những chúng cùng với phân thân đó hãy đi dân nhờ ngài Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho chủ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không còn thấy chuyện nữa. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay cho lăn trong vòng sinh tử ở trong sáu đường, không có lúc tạm ngừng ngớt, nhờ lòng từ bi lớn và thể nguyện sâu dày của ngài Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đến được cung trời đau loại lòng hộ vui mừng hớn hở, chiêm ngưỡng Đức Như Lai ngót nhìn mãi không rời. Đức Như Lai oan ủi vị thác: bây giờ Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắc vàng so đảnh của quá thân Địa Tạng trăm trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thiết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng: ta ở trong đời ngũ trượt ác thế giáo hóa chúng sanh căn cường như thế, làm cho chúng nó bỏ tà về chánh, nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần quen theo tánh ác, muốn độ chúng nó ta cũng phân ra trăm nghìn ức thân lập ra nhiều phương trước. Trong những chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lẹ nghe pháp của ta thì tính nhận liền, hoặc có người phải ăn cần khuyên bảo mới thành tựu được thiên quả, hoặc có kẻ vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mộ, ta phân ra nhiều thân độ thoát những hạng chúng sanh mỗi xe khác như thế, hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân trời rồng, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra gần núi sông ngòi ao gạch suối, làm lợi ích cho mọi người để gọi độ họ được giải thoát, hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời thảm vương, hoặc hiện ra thân quốc vương, hoặc hiện ra thân vua chuyển luân, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể phụ, hoặc hiện ra các hàng văn lại, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo những đến hiện ra thân thanh văn la hán bích chi phật bồ tát để qua độ chúng sanh, chớ chẳng phải chi riêng hiện ra thành vật trước chúng thôi đâu. Này Địa Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhập nhằn độ thoát những hạng chúng sanh căn cường để độ khổ như thế, ngoài ra những kẻ chưa thể điều phục chắc phải trải nghiệm và thọ báo, nếu khi chúng nó có bị đọa vào đường giữ chịu mọi đủ điều khổ sợ, thời ông nên nghĩ tưởng ta nơi cung trời đâu lại ăn cần khó chút và gán độ những chúng sanh đó, làm cho những chúng sanh trong cõi ta bà đến khi Đức Phật Di Lặc cả đời đều đặng giải thoát con hẳn mọi sự khổ, gặp Phật lực Phật thọ ký. Bây giờ phân thân của ngài Địa Tạng ở các thế giới hiệp lại một mình, rơi lệ thương cảm và cùng Đức Phật rằng: từ kiếp lo xa dẫn đến ngày nay, con được Đức Thế Tôn tiếp độ chiều nhắc, làm cho con có được thành lực chẳng thể nghi bàn, đầy đủ trí huệ rộng lớn, nó phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hàng hà xa thế giới, trong mọi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân đó quá độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy kính ngôi tam bảo, được thoát sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc làm chuyện sợi lông, một chút nước, một hộp cát, một hạt bụi nhỏ,
Thật hy vọng mãi lòng sẽ tốt, con cũng đều độ các họ lần lần, làm cho chúng nó có được lợi ích lớn. Cuối mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cuối mong Đức Thế Tôn chớ vì những chúng sanh ác nghiệp đời sau mà sinh lòng lo lắng. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật qua lần như thế. Lúc đó Đức Phật khen Ngài Địa Tạng Bồ Tát: hay thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện. Từ kiếp lâu xa đến ngày nay thường phát nguyện rộng lớn, cứu độ tất cả chúng sanh tôn gọi, thời ông liền chứng quả Bồ Đề. Bồ Tát bổ nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên, phẩm thứ ba Phật Mẫu thưa hỏi. Lúc đó Đức Phật Mẫu là bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính hỏi Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, những chúng sanh trong cõi duyên phù đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ và báo như thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong người muôn thế giới cho đến mức độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có nữ nhân, nơi thời không có nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật Pháp, nơi thời không có Phật Pháp, nhận đến thanh văn và bích di Phật cũng đều sai khác như thế, chớ chẳng phải ghi ở báo nơi địa ngục sai khác thôi đâu. Và Ma Gia Phu Nhân là bạch hỏi cùng Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Tôi có biết ở báo như cõi duyên phù đề chưa cảm thấy đắc đạo. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Thanh Mẫu, cho mong Ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó cho. Thanh Mẫu đáp rằng: Xin Thánh giả nói cho. Bồ Tát lục thuật. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu: Trên hiểu những cõi báo trong cõi duyên năm duyên phù đề như dưới đây, nhưng có chúng sanh là chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến hạ cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục mãi đến người muốn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Nhưng có chúng sanh là có lòng ác làm cho thân Phật chảy máu, hình chê ngô tam bảo chạy kiếm kinh điển, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong tình muốn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh xâm tổn của thần trụ, ô phạm tăng ni tứ tình, làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sanh như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong tình muốn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sanh giả làm thầy sa môn, kiệt thập tâm chẳng phải sa môn, dạ, lạm dụng thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hành bạch y, tội nhiều điều tội hát, những chúng sanh như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục của thường trụ cho đến không cho mà lấy một vật, những chúng sanh như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa cùng Thánh Mẫu: Nếu có những chúng sanh nào phạm những tội trên, thời phải đọa vào vô gián địa ngục cầu tâm ngừng sự đau khổ trong chừng một niệm cũng không đặng. Bà Ma Gia Phu Nhân là bạch hỏi của Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Bao nhiêu địa Thánh Mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Tiết Phi lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ danh hiệu đều khác nhau, thứ kế nữa lại có nghìn trăm danh hiệu đều khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, giá phòng thành hơn 80 dặm, thành đó thuần bằng sắt cao 1 dặm, cửa chế trên thành không có chỗ nào hở trống. Trong một thành có các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác, riêng có một sở ngục tên là Vô Gián. Ngục này cho vây 1 muôn 8 nghìn dặm, từ ngục cao 1 nghìn dặm, toàn mặt sắt cả, lửa cháy hạch hở xúc trên xúc dưới. Trong ngục có trong tầng ngục trên tầng ngục có gắn sắt, chó sắt gắn sắt phun lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm, một người thọ tội thọ thừa đấy thân mình nằm đầy chặt cái giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều được thấy thân mình nằm đầy chặt cái giường, đó đều là do những tội nghiệp tội ra mà phải cảm về như thế. Lại có lại những chúng những người tội nhân chịu đủ mọi điều khổ sở, trăm ngàn quỷ giả so cùng với loài ác quỷ, căn năng bén nhọn nhìn gươm, cặp mắt trái sáng như chớp nhoáng, ngón tay cứng như đầu móc ruột bồng chặt. Lại có quỷ giả so lớn khác cầm lại có quỷ giả so khác cầm chỉ lớn đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng mũng lưng, rồi dò người tội lên trên không, lấy chĩa hắn lấy để lại trên giường. Lại có diều hông sắt mổ mắt người tội, lại có gắn sắt cán đầu người tội, nơi lõm đố khắp trong thân thể đều thấy đinh dài đâm xuống giường, kéo lưỡi ra và cho châu kỳ bồi trên đó, lôi cái người tội nước độc đổ vào miệng, dây sắt quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, đó liền là do những tội nghiệp tạo ra mà phải cảm lấy, trải qua trong mình muốn ức kiếp cũng không lúc nào mong ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sinh nhập qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác hư hoại, thời sinh qua địa ngục ở thế giới khác nữa. Lúc cõi khác nó hư hoại, thời cũng sinh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời liền sinh trở lại thế giới này. Những sự tội báo trong
vô gián địa ngục như thế đó. Tại địa ngục đó do có năm điều nghiệp cảm được gọi là vô gián. Năm điều đó là những gì? Một, tội nhân chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến trải qua suốt kiếp không có lúc ngừng nếp nên gọi là vô gián. Hai, một người thọ tội thời tự thấy thân mình đập đầy chặt cái giường, nhiều người thọ tội mọi mỏi thân mình đều nằm đầy chặt cái giường. Ba, những thiết cụ dùng để hành hình tội nhân như là chĩa ba, gậy, diều hâu, gắn sói, chó, có giả, có xay, cưa, đục, dao mát, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống liền đầu, nước sốt nóng, lưới than, đói thời ăn hoặc thức nóng, khát thở uống nước sắt thôi, từng vô trụ kiếp đến vô số những thử thống khổ nói luôn nhau không có lúc ngừng ngớt nên gọi là vô gián. Bốn, không luận là trai gái mượn máng mọi vợ già trẻ sang hèn hoặc là gồng hoặc là trời hoặc là quỷ hoặc là thần thể gây tội ác theo đó mà cảm lấy tất cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. Năm, những người đọ vào địa ngục đó từ khi lấy vợ cho đến trải qua trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, cầu tạm ngừng sự đau khổ trên chừng một niệm cũng không đạt, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đạt được thọ sanh. Do vì lẽ liên miên mãi đó nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thương cùng thánh mẫu nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế. Nếu nó rộng ra thời tên những thiết cụ dùng để hành tội cùng với những sự thống khổ trong địa ngục đó dầu chảy hơn suốt một kiếp cũng không nói hết cho được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong lo gầu không xiết và chắp tay lĩnh lễ Bồ Tát mà luôn. Kinh Địa Tạng Bồ Tát bổ nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phẩm vô tư Bồ Tát thư chỉ. Lúc đó ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát Phật cùng Đức Phật rằng: Bạch Tức Thế Tôn, con nương nhờ xuất quay thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này, ở khắp trăm nghìn muôn ức thế giới được cứu vớt tất cả chúng sanh bị nghiệp báo. Nếu không nhờ xuất đại từ Như Lai, sức đại từ của Đức Như Lai thọ chứ có thể biến hóa ra như thế được. Nay con này được nhất Đức Như Lai ăn cần khó chút. Từ nay đến khi ngài A Nhạc Đa thành Phật làm cho chúng sanh trong sáu đường đều nhận giải thoát. Xin văn và Tức Thế Tôn, xin Tức Thế Tôn chiếu lo. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Những chúng sanh mà chưa được giải thoát, tánh thức nó không định, hãy quen lòng giữ thọ kết thành nghiệp báo giữ, hãy quen lòng làm thọ kết thành nghiệp báo làm. Làm lành cùng làm dữ tùy cảnh duyên mà sanh ra, lăn mãi cho nông đường không có lúc ngừng ngớt, mê làm chướng nạn chạy qua số kiếp nhiều như quy chàng. Ví như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước chảy, họ phát tạm được ra và lại bị mắc vào lưới. Vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đó. Để trước con chót đã phát thệ nguyện chạy qua nhiều kiếp, phát thệ nguyện cũng lớn cứu độ những chúng sanh như thế, thà ta còn lo gì? Định tự tại vương bạch hỏi. Khi Đức Phật nói lời như thế xong, trong pháp hội của vị Đại Bồ Tát hiệu là Định Tự Đại Vương ra bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ kiếp con xa đến nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát phát thệ nguyện gì mà đây được Đức Thế Tôn ăn cần lại hay như thế? Cuối mong Đức Thế Tôn được nói việc đó cho. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Định Tự Đại Vương Bồ Tát rằng: Lắng nghe, phải khéo suy xét đó, ta sẽ bị ông mà giảng bày rõ ràng. Ông vua bên nước Lân Cạn, vô lượng vô số na do tha bắt khảo tiếp việc tiếp về trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Nhất Thiết Chí thành tựu Như Lai, ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự chuyển vô thiên nhân sơn Phật Thế Tôn. Đức Phật ấy thọ đến sáu muôn kiếp, khi ngài chưa xuất gia thọ ngài làm vua một nước nhỏ kia, kết bạn cùng với ông vua nước Lân Cận, hai vua đồng thực hiện người hạnh lành làm lợi ích cho nhân dân. Nhân dân trong nước Lân Cận ấy phần nhiều tạo những việc ác, hai vua cùng nhau bàn bạc tìm những phương trước để dìu dắt cho chúng ấy. Một ông phát nguyện tu nguyện sớm thành Phật để độ cho chúng ấy, làm cho đều đặn giải thoát không còn thừa. Mơ phát nguyện như tôi chẳng trước độ những kẻ phải thờ khổ, làm cho đều đặn an vui chứng quả bồ đề, thờ tôi chưa trị thành Phật. Bây giờ Đức Phật bảo ngài Định Tự Tại Vương Bồ Tát, ông vua phát nguyện sớm thành Phật chúng đó, nay chứng đạt Đức Nhất Thiết Chí thành tựu Như Lai. Còn ông vua phát nguyện chưa đủ hết những chúng sanh mất phải tội khổ trời thời trước chữ tình Phật đó, chứ ngàn ngày Địa Tạng Bồ Tát vị quan mục của mẹ lại vô lượng vô số kiếp thọ trước, có Đức Phật ra đời hiệu là Liên Hoa Mục Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 640 kiếp, trong thời mạt pháp có một vị La Hán phúc đức cứu độ chúng sanh nhân người đến tuần tự giáo hóa mọi người. La Hán gặp một người nữa tên là Quan Mục, nàng này sắm sửa đồ ăn cúng dường La Hán. La Hán thọ cúng rồi hỏi nàng muốn những gì. Quan Mục đáp rằng: Ngài thân mẫu tôi khuất, tôi làm việc phúc thiện để nhờ đó cứu vớt thân mẫu tôi, không biết thân mẫu tôi sắp sanh vào chúng nào. La Hán nghe nói cảm thương bèn nhập tịnh quan sát,
thấy bà mẹ tôi quanh một độ lạc và chú địa ngục rất khổ sở. La Hán hỏi Văn Mục: tha mẫu người lúc sinh tiền quen làm những hạnh nghiệp chi mà nay phải đọa vào chốn địa ngục như thế? Văn Mục đáp rằng: ngày còn sống, thân mẫu tôi chỉ ơn thịt lợi cá trạch, phần nhiều là các con hoặc thịt con hoặc chiên hoặc nấu tha hồ ăn cho thỏa mãn. Nếu tính đến số cá trạch mà người đã ăn thờ đến hết nghìn môn, xin tôn giả thương xót chỉ dạy phải làm cách nào để cứu thân mẫu tôi. La Hán xót thương bèn dạy phương trước. Ngài khuyên Văn Mục rằng: ngươi phải đem lòng chí thành niệm danh hiệu đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai và vẽ đắp hình tượng của đức Phật này, thời cái còn cùng người mắt đều được phúc lợi. Văn Mục nghe xong liền xuất tiền cổ hỏa từ Phật mà thành thờ cúng. Nàng lại đem lòng cung kính thoát thang chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Phật. Đêm đó nàng làm chiêm bao thế thân của đức Phật sắc vàng sáng chói như hòn núi Tu Di. Đức Phật có ánh sáng bảo Văn Mục rằng: chẳng bao lâu đây thân mẫu ngươi sẽ thất sanh vào nhà ngươi. Khi vừa biết có lạnh thời liền biết nói. Sau đó đứa tớ gái trong nhà sanh một đứa con trai, chưa đầy ba ngày đã biết nói, chạy đó buồn khóc nói với Văn Mục ngày: nghiệp duyên trong hoàng sanh tử phải tự lãnh lấy và báo. Tôi là mẹ của người, lâu nay ở chúng tới tâm, từ khi vĩnh biệt người, tôi phải đọa vào đại địa ngục. Nhờ phúc lực của người nên ra thuộc sổ sanh là kẻ hạ tiện, lại thêm số mạng ngắn ngủi 13 tuổi phải đọa vào chúng địa ngục nữa. Người có phương thế để cứu cho tôi được thoát khỏi nỗi khổ sở. Nghe đứa trẻ nói xong, Văn Mục biết chắc là mẹ của mình. Nàng nghẹn ngào khóc lóc mà nói với đứa trẻ rằng: đã là mẹ của tôi phải tự biết tội nghiệp của mình đã gây tạo hạnh nghiệp chi mà nay phải đọa vào chốn địa ngục như thế. Đứa trẻ đáp rằng: do hai nghiệp giết hại sinh vật và chê bai mắng nhiếc mà thọ ở báo. Nếu không nhờ phước đức của người cứu nạn cho tôi, hồi cứu theo tội nghiệp đó vẫn còn chưa độ thoát khổ. Văn Mục hỏi rằng: những vị tội báo trong địa ngục ra làm sao? Đứa trẻ đáp rằng: những vị tội khổ trong địa ngục nói ra càng bất nhẫn, dầu chảy hơn trong nghìn năm cũng không thuộc thất được. Văn Mục nghe xong ghê lợi than khóc mà bạch cùng giữa hương không rằng: nguyện cho thân mẫu tôn thăng địa ngục khi mãn 13 tuổi, không có trọng tội mà còn đạo lạc và chốn ác đạo nữa. Xin chư Phật mười phương thương xót chứng minh cho tôi, vì mẹ mà tôi phát ra thời nguyện rộng lớn như vậy. Như thân mẫu tôi hoạn chốn tâm đồ và hạn hạ tiện cùng thân gái, cùng kiếp không còn thỏa nhận mà báo số đó nữa. Tôi đối trước tượng đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai phát thời nguyện rằng: từ ngày nay nhẫn về sau đến trăm nghìn muôn ức kiếp trong các thế giới mà các hại chúng sanh bị tội khổ nơi địa ngục cùng ác đạo, tôi nguyện cứu vớt chúng đó làm cho tất cả được thoát khỏi chốn ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Những kẻ mắc phải tội báo như thế thành Phật ở rồi, vậy sao tôi mới thành Phật chánh giác? Văn Mục phát nguyện xong liền nghe tiếng của đức thanh tịnh liên hoa mục Như Lai dạy rằng: này Văn Mục, nhờ ngươi rất có lòng từ mẫn, vì mẹ mà phát thân nguyện rộng lớn như thế rất là hay lắm. Ta quan sát thấy mẹ nhà ngươi khi mãn 13 tuổi xả bỏ bó thân này sẽ thất sanh làm người, thậm chí sống lâu trăm tuổi, sau đó vãng sanh về cõi nước vô ưu, sống lâu đến số không thể tính kể, sau gốc sẽ thành Phật độ nhiều hạ người trời, nhiều như số các sông Hằng. Bây giờ Đức Phật bảo ngài định tự tại vua Bồ Tát. La Hán phúc lành độ Văn Mục, thời đó chính là ngài vô tận ý Bồ Tát. Thân mẫu của Văn Mục là ngài giải thoát Bồ Tát, còn Văn Mục nay chính là ngài địa tạng Bồ Tát vậy. Trong những kiếp lâu xa về trước, ngài có lòng từ mạn phát ra hàng hàng xa số là thiện nguyện độ khắp chúng sanh như thế. Trong đời sau như có chúng sanh được không đồng lành mà làm ác, nhẫn đến kẻ chẳng tin luật nhân quả, tà dâm dũng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, khỏe nguyện bán đại thừa, những chúng sanh có tội nghiệp như thế chắc vì bị đọa vào ác đạo. Nếu gặp hàng thiện chi thức quyên quy y với ngài địa tạng Bồ Tát thì còn phải một ngón tay, những chúng sanh đó liền là có thể thoát khỏi nỗi khổ đê ba ác đạo. Những chúng sanh nào lại có thể quy kính hoặc chiêm ngưỡng đảnh lễ, ngợi khen cùng nhân cúng những đồ y phục, đồ ăn uống, các thứ trang bảo, thời người đó trong trăm nghìn kiếp vì sao thường ở cõi trời hưởng thọ sự vô thù thắng vi diệu, hoặc khi phút trời đã hết sanh xuống chúng nhân gian vẫn còn thường làm vị quốc vương, trong trăm nghìn kiếp đã nhớ đến cõi ngành nhân quả các đời trước của mình. Này được tự tại vương, ngài địa tạng Bồ Tát có sức oai thần rất lớn không thể nghĩ bàn, nhiều lợi ích cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài định tự tại vương bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn chiếu lo ngàn muôn ức hàng đại Bồ Tát của chúng con để có thể đương nhờ sức oai thần của Đức Phật mà tuyên lưu rộng kinh này đến cõi diêm phù đề. Ngài định tự tại vương bạch xong, chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Tứ Thiên Vương hỏi Phật:
Bây giờ bốn ông thiên vương đầu tường chúng ngồi đến dậy chắp tay cung kính bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, ngài Địa Tạng Bồ Tát từ kiếp lâu xa nhẫn lại phát thệ nguyện rộng lớn như thế, tại sao ngày nay vẫn còn chưa độ hết, ngài lại còn phát ra thệ nguyện rộng lớn như thế nữa? Cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Bây giờ Đức Phật bảo bốn ông thiên vương: Hay thay, nay vì muốn được sự lợi ích cho tất cả chúng sanh, ta bị các ông cùng chúng thiên nhân ở hiện tại và vị lai mà giảng bày về những sự phương tiện ở trong cõi sinh tử nơi cõi ở trong đường sinh tử nơi cõi diêm phù đề ta bà thế giới, vì lòng từ mẫn xót thương mà cứu vớt độ thoát tất cả chúng sanh bị tội khổ. Bốn ông thiên vương thưa rằng: Văn bạch Tất Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe phương tiện giáo hóa. Bây giờ Đức Phật bảo bốn ông thiên vương rằng: Từ kiếp lâu xa dẫn đến ngày nay, ngài Địa Tạng Bồ Tát độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa được mãn nguyện. Ngài thương xót chúng sanh mất phải tội khổ ở đời này để quan sát vô lượng kiếp về sau, tội khổ cứ lây dây mãi không dứt. Do vì lẽ đó, ngài lập trọng nguyện, ngài Địa Tạng Bồ Tát trong cõi diêm phù đề nơi ta bà thế giới dùng trăm nghìn muôn phương trước để giáo hóa chúng sanh. Này bốn ông thiên vương, ngài Địa Tạng Bồ Tát hết gặp kẻ giết hại loài sinh vật, thời ngài dạy gọi ba báo bị ưu rụy đời trước mà phải chết tiểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp, thời ngài dạy gọi ba báo nghèo khốn khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm, thời ngài dạy gọi báo làm chim sẻ sẻ bò câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác, thời ngài dạy gọi ba báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ khinh chê, thời ngài dạy gọi ba báo không lưỡi miệng lỡ. Nếu gặp kẻ nóng giận, thời ngài dạy gọi ba báo thân hình xấu xí tàn tật. Nếu gặp kẻ bỏng sản, thời ngài dạy gọi ba báo cầu bố không được tại nguyện. Nếu gặp kẻ buông lung săn bắn, thời ngài dạy gọi ba báo điên cuồng kinh hãi, điên cuồng mất mạng. Nếu gặp kẻ trái nghịch cha mẹ, thời ngài dạy gọi ba báo trời đất chu lục. Nếu gặp kẻ đốt nướng gần cây cỏ, thời ngài dạy gọi ba báo cùng mê đến chết. Nếu gặp cha ghẻ đẻ ghẻ ăn nọ độc ác, thời ngài dạy gọi ba báo thác sanh trở đời hiện lương đời bị roi vọt. Nếu gặp người dùng lưới bắt chim non, thời ngài dạy gọi ba báo cúc nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tâm bảo, thời ngài dạy gọi ba báo đu điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chơi giáo pháp, thời ngài dạy gọi ba báo ở mãi trong đường ác đạo. Nếu gặp kẻ lạm phá của thường trụ, thời ngài dạy gọi ba báo lên ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ôn nhục người phạm hạnh và buôn bán tăng già, thời ngài dạy gọi ba báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ giết dùng nước sôi hoặc lửa giết hại loài sinh vật, thời ngài dạy gọi ba báo tách phải luân hồi thường mạng lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm chay, thời ngài dạy gọi ba báo đối thú cầm khát. Nếu gặp kẻ phung phí phá tổn của cải một cách phi lý, thời ngài dạy gọi ba báo tiêu dùng thiếu hụt. Nếu gặp kẻ tao ta kiêu mạn cống cao, thời ngài dạy gọi ba báo hèn hạ bị người say khiến. Nếu gặp kẻ gây dỗ đâm chọc, thời ngài dạy gọi ba báo không lưỡi châm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến mê tín, thời ngài dạy ba báo thở sanh ở chốn hẻo lánh. Những chúng sanh ở trong cõi diêm phù đề từ nơi thận tăng khẩu ý tạo ác thích bỏ trong nghìn quân sự báo ứng như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Những nghiệp cản sai các chúng sanh trong cõi diêm phù đề, ngài Địa Tạng Bồ Tát dùng trong nghìn quốc phương trước giáo hóa đó. Những chúng sanh ấy trước phải tự chịu lấy những quả báo như thế, sau lại phải đọa vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoát khỏi. Vì thế các ông là bậc hộ vệ người cùng bỏ chợ cõi nước, chớ để nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn ông thiên vương nghe xong gây lệ thanh thảo, chắp tay cung kính lễ Phật mà lui ra. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Ni So Ha.